Xin chào tất cả mọi người. Khi mà chúng ta sử dụng loa, chúng ta thường thấy các ký hiệu như 4 ohm, 8 ohm hay 16 ohm vân vân ở trên các củ loa hoặc ở trên các cái thùng loa. Vậy nó có ý nghĩa là gì? Loa 4 ohm hay loa 8 ohm hay loa 16 ohm thì loại nào cho âm thanh hay hơn? Cách phối ghép và đấu nối các cái loại loa này như thế nào sao cho hiệu quả phù hợp với cục đấy? Thì trong video này mình sẽ giải đáp giúp các bạn nhé. Thì trước khi xem video, các bạn hãy nhớ nhấn like, share, subscribe để ủng hộ kênh cũng như là nhận các video mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn. Các bạn thân mến, các cái ký hiệu như 4 ohm hay 8 ohm hay 16 ohm nó xuất hiện ở trên các cái củ loa hay thùng loa thì đó chính là cái trở kháng của củ loa hay của thùng loa đó. Cái trở kháng này sinh ra là nhằm mục đích để chúng ta phối ghép phù hợp trở kháng của loa với cục đẩy công suất. Vậy thì loa 4 ohm hay loa 8 ohm hay loa 16 ohm thì cái loại nào cho âm thanh hay hơn? Hiện nay thì chưa có cái nhà sản xuất nào khẳng định được cái sự khác nhau về mặt âm thanh giữa các cái loa có trở kháng khác nhau đó. Bạn có thể nghe cái âm thanh ở 4 ohm hay là 8 ohm hay 16 ohm thì nó cũng không có sự khác biệt nhiều. Nếu mà giữa các cái loa có trở kháng khác nhau mà nó không có sự khác biệt nhiều về mặt âm thanh, vậy thì tại sao các nhà sản xuất lại sản xuất các cái loa có trở kháng khác nhau như vậy mà lại không sản xuất các cái loa cùng một loại trở kháng? Vậy thì mục đích đó chính là để chúng ta dễ dàng phối ghép thay đổi cái trở kháng của loa. Thay đổi trở kháng của loa bằng cách nào? Thay đổi trở kháng của loa bằng cách mà chúng ta đấu các cái loa nối tiếp hoặc là chúng ta đấu song song. Thì trong vật lý thì khi mà chúng ta đấu hai cái điện trở mắc song song thì tổng trở của chúng sẽ giảm xuống. Còn nếu mà chúng ta ghép hai cái điện trở nối tiếp nhau thì tổng trở của chúng tăng lên. Thì tương tự như loa cũng vậy. Hai chiếc loa đấu song song thì tổng trở của chúng sẽ giảm xuống. Còn nếu mà chúng ta ghép hai cái loa đấu nối tiếp thì tổng trở của các loa sẽ tăng lên. Vậy thì cái mục đích thay đổi trở kháng của loa để làm gì? Thì mục đích để chúng ta đưa cái tổng trở của loa nó bằng với tổng trở của đầu ra của âm ly. Nói tóm lại, loa và công suất của bạn phối hợp với nhau được gọi là phù hợp. Phải thỏa mãn hai cái điều kiện. Một, đó là phù hợp về mặt trở kháng. Tức là trở kháng của loa và cục đẩy phải tương đương nhau. Chẳng hạn như loa của bạn là 8 ohm thì cục đẩy công suất của bạn cũng phải chơi ở chế độ 8 ohm. Loa của bạn là 4 ohm thì cục đẩy công suất của bạn cũng phải chơi ở 4 ohm, tức là tổng trở của loa phải bằng cái trở kháng ra của cục đẩy công suất. Thứ hai là phù hợp về mặt công suất. Thì công suất của cục đẩy phải lớn hơn hoặc ít nhất là bằng cái công suất chịu đựng của loa. Và chúng ta xét là cái công suất trung bình của loa và âm ly các bạn nhé. Thì khi mà chúng ta đấu nối các cái loa với cục đẩy công suất thì mục đích là để chúng ta thỏa mãn hai cái điều kiện bên trên. Ngoài ra thì cục đẩy cái công suất hay ở âm ly thì ở mỗi cái một cái mức trở kháng nó lại cho ra một cái mức công suất khác nhau. Có nghĩa là công suất của âm ly ở 2 ohm nó sẽ lớn hơn là công suất ra ở 4 ohm và công suất ra ở 4 ohm sẽ lớn hơn là công suất ra ở 8 ohm. Chính vì vậy khi mà chúng ta ghép loa vào cục đẩy công suất thì chúng ta cần phải để ý cái mức công suất ra của cục đẩy ở từng nguồn mức trở kháng, xem nó có bằng cái mức công suất tổng của các cái loa hay không. Tôi lấy một cái ví dụ cụ thể để các bạn dễ hình dung. Chẳng hạn như bạn có một cái cục đẩy công suất có mức công suất trung bình là 1000W ở trở kháng là 8 ohm. Chẳng hạn như bạn có hai chiếc thùng loa có trở kháng là 16 ohm, công suất ra là 500W. Vậy thì nếu mà bạn cứ thế ghép loa 16 ohm vào cục đẩy 8 ohm thì giữa chúng chênh lệch về trở kháng thì điều này có thể dẫn tới hư hại cho loa hoặc cục đẩy bị quá tải các bạn nhé. Vậy thì chúng ta có thể ghép hai chiếc loa 500W và 16 ohm song song với nhau để làm sao? Để giảm cái tổng trở của loa đi. Đúng không? Khi mà chúng ta ghép song song hai chiếc loa có tổng trở là 16 ohm thì trở kháng của chúng sẽ còn 8 ohm.
và công suất của các loa đó là 1000W thì thỏa mãn cái công suất ra của cục đấy ở 8 ohm. Hoặc là nếu mà bạn có hai chiếc thùng loa có trở kháng là 4 ohm, công suất là 500W và bạn muốn ghép vào cái cục đẩy 1000W và trở kháng là 8 ohm kia, thì chúng ta làm như thế nào? Thì bạn có thể đấu nối tiếp hai chiếc loa 4 ohm này để tổng trở nó tăng lên. Tức là hai chiếc loa 4 ohm đấu nối tiếp với nhau thì tổng trở của chúng sẽ tăng lên là 8 ohm, thì nó sẽ thỏa mãn là trở kháng của cục đẩy và trở kháng của các loa nó bằng nhau, đúng không? Và công suất của hai cái loa này đấu nối tiếp nhau thì công suất của chúng bằng nhau và nhân đôi lên là 500 cộng 500 bằng 1000W là cũng vừa sinh cho cái cục đẩy công suất 1000W trở kháng là 8 ohm. Mình lấy một cái ví dụ bên trên để các bạn dễ hình dung cho cái việc đấu loa song song hay nối tiếp để thay đổi trở kháng, nhằm mục đích là chúng ta đưa cái tổng trở của các loa bằng với cái tổng trở kháng ra của âm ly. Thật ra cái việc mà chúng ta đấu nối loa với cục đẩy công suất nó không quá khó, nó đều là các kiến thức cơ bản trong vật lý và điện tử. Các bạn chỉ cần để ý một chút thì các bạn dễ dàng tính toán công suất cũng như là tính toán trở kháng cho loa. Các bạn hãy để ý một số điều sau. Thứ nhất là nếu mà cái trở kháng của cục đẩy và trở kháng của loa nó bằng nhau rồi, hai cái là đều chơi ở 8 ohm hoặc 4 ohm hoặc 16 ohm chẳng hạn, thì chúng ta sẽ để ý về mặt công suất. Công suất của cục đẩy nó lớn hơn hoặc bằng công suất của loa là được, các bạn nhé. Đó. Còn nếu mà công suất của loa mà lớn hơn quá nhiều so với công suất của cục đẩy, thì nếu mà chúng ta đánh mắc cái công suất của cục đẩy, chúng ta đưa tín hiệu lớn vào cục đẩy thì nó sẽ khiến cho cái cục đẩy đó nó bị quá tải, vì nó phải gánh một chiếc loa công suất lớn hơn nó thì nó sẽ bị quá tải, các bạn nhé, thì nó sẽ gây hư hại cho cục đẩy. Hai là nếu mà trở kháng của cục đẩy và trở kháng của loa nó khác nhau thì chúng ta sẽ phải đấu nối loa song song hay đấu nối loa nối tiếp để chúng ta tăng hoặc giảm cái tổng trở kháng của loa, để làm sao để đưa cái tổng trở của loa nó bằng với tổng trở của cục đẩy công suất. Khi tổng trở của các cái loa đấu song song hoặc nối tiếp đó bằng với trở kháng ra của âm ly rồi, thì các bạn sẽ xét đến cái tổng công suất của các loa nó có bằng với công suất ra của âm ly ở cái trở kháng đó hay không. Nếu mà công suất của âm ly nó lớn hơn hoặc bằng cái công suất chịu đựng của các cái loa đó thì hoàn toàn ok. Còn nếu mà công suất của các cái loa đó nó lớn hơn cái công suất ra của âm ly ở cái trở kháng đó thì các bạn cần chú ý để tránh gây quá tải cho cục đẩy công suất và thậm chí là gây cháy âm ly, các bạn nhé. Đó, thì các bạn cần lưu ý như vậy. Thì mình cũng đã làm các video hướng dẫn các bạn tính tổng trở kháng của loa cũng như tổng công suất của loa đấu song song cũng như là loa đấu nối tiếp, hướng dẫn các bạn phối ghép loa và trở kháng phù hợp với nhau. Mình đã để link ở dưới phần mô tả của video này, thì các bạn hãy nhớ theo dõi các video đó để hiểu thêm, các bạn nhé. Trước khi dừng video thì mình cũng chia sẻ với các bạn một cái dàn âm thanh Lyre Array thì mình đang dùng như sau. Đó là mình set một vế thôi các bạn nhé. Một vế loa Lyre Array của mình gồm 4 thùng loa full và 1 thùng loa sub. Thì 4 thùng loa full này, bên trong mỗi thùng loa nó có 3 loa, đó là loa low, loa mid, loa high độc lập, và trở kháng của các củ loa này là 16 ohm. Trong khi mình dùng 3 cục công suất có trở kháng ra là 4 ohm để kéo các cái loa full này, mình đấu như sau. Các cái củ loa low, các củ loa mid và củ loa high này nó đều là trở kháng 16 ohm, và mình đấu song song các cái củ loa low với nhau, song song các củ loa mid với nhau và song song các củ loa high với nhau. Như vậy thì mình được cái tổng trở của loa low là 4 ohm, tổng trở của loa mid cũng là 4 ohm và tổng trở của loa high cũng là 4 ohm. Bởi vì khi mà đấu song song 4 chiếc loa có trở kháng 16 ohm thì tổng trở của chúng sẽ còn
4 ohm các bạn nhé. Thì cái tín hiệu từ cái bàn mixer đấy thì mình sẽ đưa xuống phân tần. Cái phân tần của mình chia thành 4 dải, đó là dải sub, dải low, dải mid, dải high. Và cái tín hiệu từ phân tần này, tín hiệu sub thì mình sẽ đưa ra cục đẩy công suất đánh cho loa sub. Tín hiệu low thì mình đưa ra cục đẩy đánh cho loa low. Tín hiệu mid thì mình đưa vào cục đẩy đánh cho loa mid. Và tín hiệu high mình đưa vào cục đẩy đánh cho loa high. Khi đó mình dễ dàng tăng giảm cái âm lượng của dải tần mid hoặc là dải tần high hoặc dải tần low một cách rất dễ dàng. Đó, mình đấu nối loa song song các bạn nhé. Mình cũng dùng một cái dàn âm thanh Line Array nữa. Nó có các thùng loa full là có tổng trở là 8 ohm. Mình đấu song song 2 thùng 1, 2 thùng 1 thì nó có cái tổng trở kháng là còn 4 ohm. Và khi đó mình ghép vào cục đẩy công suất có trở kháng ra là 4 ohm để kéo các loa full đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Qua video này thì mình hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu được trở kháng của loa là gì, cách đấu loa song song cũng như lối tiếp để thay đổi trở kháng của loa phù hợp với cục đẩy công suất. Nếu mà các bạn có thắc mắc nào về việc đấu loa với cục đẩy công suất thì các bạn có thể để lại comment ở bên dưới để mình giải đáp giúp các bạn. Hãy like, share, subscribe để ủng hộ kênh để mình ra các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!